vì sao đông buồn mưa tuôn lạnh giá, thôi vì sao mây ngàn bỏ núi bay xa, thôi vì sao thu vàng mùa thu đổ lá, và hỏi tại sao thế giới đông người nhưng chỉ thấy riêng ta. Bà đang quảng cáo cả tuần nay rồi mà sao không thấy ai đến đây xin việc cả? Bà sắp sửa đi công tác xa ở nước ngoài mấy tháng lận, con cần có người chăm sóc. Vậy khi nào ba mới đi công tác? Nếu ba cứ đi á, nhớ mua cho con một món quà nha. Nhớ nói giờ có một con búp bê robot thì là dễ thương. Mà nhớ mua cho con một búp bê thiệt là lớn, con rất là thích chơi với búp bê. Lớn rồi mà còn thích chơi búp bê. Thôi được, ba sẽ nhất định mua quà cho gái cưng của ba. Ba, sao lâu quá không thấy ai có sự việc làm vậy? Ba sắp sửa đi rồi, bây giờ nó phải làm sao đây? Ba cũng đang nôn nóng chờ đợi. Nếu mà không có ai thích hợp với tiêu chuẩn mình đưa ra đó con, thì chắc phải nhờ đến bác Tám giúp thôi con à. Để ba gọi anh Cánh. Dạ dạ cô, tôi đến đây xin việc làm hết con. Ừ đúng rồi, cô đọc báo cho đây cần người nên cô gọi đến ngay. Mời cô vào trong. Dạ cảm ơn con. Chào cô, tôi là Kim, cha của bé Phượng. Rất hân hạnh được biết cô. Dạ chào ông, tôi là Trang. Tôi cũng rất hân hạnh được làm việc với ông. Tôi sắp sửa đi công tác xa nên rất cần một cô giáo giỏi để trước tiên đó là kèm cho con gái tôi, sau là quản lý và chăm sóc nhà. Dạ, tôi cũng đã coi cực kỹ các mẫu ở trên báo. Và tôi cũng hy vọng là tôi hiểu hội đủ các điều kiện để có thể làm việc với ông. Đây cũng là giấy tờ hồ sơ của tôi. Đây là con gái tôi, Phượng. Chào cô đi con. Con tên là Phượng, con xin chào cô. Vậy chị nào con mới vào nhà ở với con hay là bây giờ được không? Ngày mai cô mới dọn vô được con à, tại vì cô còn phải về nhà thu xếp quần áo nữa. Lần đầu gặp con rất là thích cô. Cô dễ đẹp, vui vẻ và dễ hiền nữa. Cảm ơn con. Thôi, xin mời cô đi tham quan nhà. Dạ vâng. Cô Trang à, cô làm điểm tâm ngon quá. Từ ngày mà cô làm việc tới nay, hai cha con tôi đều thưởng thức những món ăn điểm tâm khác lạ, ngon quá. Dạ, cảm ơn ông. Nhờ bà dì tôi nấu ăn khéo lắm nên tôi cũng học được vài món. Có bà dì khéo tay vậy nên hai chúng tôi mới thưởng thức những món ăn quá ngon, tuyệt phải không con? Bà nói đúng đó, món nào con ăn cũng ngon hết. Cô Trang vừa đẹp và vừa tài giỏi nữa, có phải không ba? Mời con ngồi ăn đi, cho vui. Dạ, cảm ơn ông. Mà con này, khi mà cha đi công tác xa đó, con phải ngoan nghe lời cô giáo. Nếu mà cha về mà cô giáo nói con không ngoan á, là cha không có quà cho con kinh đâu nha. Ba yên tâm đi, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô giáo mà. Ông yên tâm đi, bác Phượng dễ thương lắm. Tôi mới gặp lần đầu mà tôi đã nhớ đến ngay, nên ông đừng có lo. Biết con của ba mà ai thích cũng mến hết mà. Nhỏ này, tôi nuông chiều nó quá nên nó mới hay nhõng nhẽo lắm. Mà tôi chỉ có một đứa con gái cưng thôi. Bởi vậy. Ngày mai ông lên đường rồi, tôi cũng đã chuẩn bị hết đồ đạc, hồ sơ, giấy tờ. Khi nào mà ông dùng điểm tâm xong, ông có thể vào kiểm tra xem có thiếu gì không. Cảm ơn cô Trang, mời cô ngồi dùng cho vui. Ồ, dạ cảm ơn ông. Chúng tôi rất là may mắn được có cô đến đây giúp việc. Cô rất là hiền lành và cẩn thận và chu đáo nữa đó. Có ai gọi đây? Alo em hả?
Cái gì? Em đi qua bên Mỹ tu nghiệp 5 tháng hả? Ồ, sao em không chịu nói sớm? Nhà em có tới 5 phòng trống lận đó. Ừ, không sao đâu, em cứ gì qua đi. Rồi, em lo sắp xếp, rồi có gì gặp lại sau nha. Anh đi công tác nhưng mà sẽ có người giúp việc đến đây sẽ lo cho em. Ok, bye em. Cô Trang à, khi tôi đi công tác đó, có một người bạn thân đến đây từ Pháp, sẽ đến đây ở, xin cô giúp dùm lo sắp xếp phòng nhé. Ồ dạ không có sao đâu mà, tôi sẽ lo chăm sóc, tôi là chu đáo mà. Ông đừng có lo, không có gì trở ngại hết đâu. Cảm ơn cô. Dạ không có gì mà. Mời ông anh thêm. Thơm rồi chị. Chào cô, tôi là bạn của anh Kim. Cô có phải là Trang không vậy? Tôi có nghe anh Kim nói về cô trong điện thoại, nay gặp mặt quả là không có sai. Dạ đúng rồi, anh Kim có nói với tôi về cô nhiều lắm. Tôi cũng đã chuẩn bị phòng cho cô hết rồi, mời cô vào. Cô à, bên nghe ba nói cô sang Mỹ du học. Con nhất định vui lắm, chỉ có cô ở đây với con. Ba con đi công tác xa cho nên con rất buồn và nhớ ba nhiều lắm. Wow, biết phượng này lớn và đẹp quá à. May là gặp con ở nhà, gặp con ngoài đường là cô nhận con không có ra rồi đó. Cô hai, cô Trang rất là giỏi, nấu ăn rất là ngon nữa. Thì là cô hai, là sắp xếp đồ xong thì ra ăn chung với con. Cô biết rồi, ba của con cũng có khen cô giáo nhiều lắm. Vậy ba của con còn nói gì nữa không? Dạ không có nói gì nữa. Vậy con chờ cô ở phòng ăn nha. Đây, mình đi cô chạy. Sao lâu quá chị mới tới thăm em vậy? Em chờ chị hết suốt cả tuần nay đó. Em có chuyện này quan trọng lắm muốn nói chị. Chị xin lỗi em nha. Chị cố gắng sắp đặt xong công việc là chị đến ngay nè. Sao dì Bảy lúc này vẫn khỏe ha? Từ lúc chị sang Pháp tới nay 5 năm rồi chị em mình mới gặp lại ha. Thời gian trôi quá mau. Dạo này trông chị vẫn đẹp như xưa đó nha. Anh ba dạo này đang sao? Thiệt không đó, đẹp thì, ha. Thôi già hết rồi mà đẹp cái gì em. Làm tiệm cực quá. Thành ra anh ba anh chuyển sang nghề thầu xây cất nhà cửa. Còn em sang Mỹ này tu nghiệp có 3 tháng thôi xong, sao không xin ở lâu hơn? Em đi tu nghiệp ngắn hạn, học xong là em về ngay. Tu nghiệp xong rồi đừng có về Pháp, ở đây kiếm ông nào ưng cho rồi. Hay là để chị làm mai cho. Chị ghẻ hoài à, ông nào bây giờ? Ông nào đây? Chị đó thử coi không mắt em không? Em còn bày đặt đố mẹo chị nữa, cậu khiêm nhà này chứ gì. Em diễn cớ đi tu nghiệp là qua để gặp người thương, đúng không? Chị kỳ quá à, đoán đúng hết tâm lý của người ta hết trơn rồi à. Mà chị có giúp em không? Em là em họ của chị, không giúp em chứ giúp ai. Mà nghe nói ở đây có cái cô giáo gì tên gì đó, đẹp và dịu hiền lắm mà cổ đâu rồi hả em? Cô đi chợ rồi chị ơi. Nhưng mà kệ không sao đâu, cô này hết nghèo, chắc anh Kim đâu có để ý đâu. Chị nói cho em nghe nha, đừng có khinh thường đối thủ nha, coi chừng cô ta phỏng tay trên em đó. Có sao đâu, chị nghĩ sao vậy, em cũng xinh đẹp hết, đâu có thua gì cô ta đâu. Với lại cô ta chỉ là người giúp việc thôi à. Đành rằng như vậy, nhưng mà em phải cố gắng chụp lấy cơ hội tình yêu của anh Kim trước, đừng để lỡ mất cơ hội. Thôi chị về, có gì phone cho chị. Ông Kim à, lần này ông đi công tác mà việc tốt chứ hả? Anh thất bại không anh? Cũng không bận. Tôi đi họp hội qua thành phố này qua thành phố nọ nên không có thời gian nhiều để lưu quà cho mọi người. Tôi đi đến đâu thì mua quà cho nó tiện ha. Tiền quà của con đâu có nhiều búp bê không? Con gái lớn này còn đồ búp bê. Đây quà con đây. Còn đây là quà cho cô Trang. Ồ, tôi cũng có quà, cảm ơn ông. Khi tôi mua cái sợi dây chuyền này thì cô bán hàng mới nói là sợi dây chuyền này là sợi dây chuyền truyền thuyết. Ai mà mang vào đó sẽ mang tới duyên lành. Duyên lành gì à? Thiệt là mê tín dị đoan vậy à? Anh nói vậy mà cũng tin là quảng cáo nữa à? Tại sao anh chỉ mua cái sợi dây chuyền cho cô Trang, không mua cho em ganh tị quá à nha. Em cũng có phần mà. Đây là sợi lắc
Em đeo vào tai sẽ đẹp lắm đó. Vậy đó hả? Nhưng mà em thích cái sợi chuyền kia hơn à. Em đừng có nói đùa. Anh biết em không có mê tín gì đâu, nên anh không có mua cho em đó mà. Cô Hoa, nếu mà cô thích sợi dây chuyền này á thì cô cứ lấy đi, tôi thôi. Sao cũng được. Thôi thôi, em hãy giữ đi. Tính của anh Hoa hay đùa mà, em đừng nghĩ gì. Cái lo binh vực cho người ta hoài à. Không có hiểu ý mình vậy chứ mà. Không lẽ ổng gặp tiếng sát ái tình với cô giáo rồi hả? Tính sao giờ? Trong lúc tôi vắng nhà, công việc có gì lạ không cô? Và con tôi Phượng nó có ngoan không? Dạ thưa ông, mọi việc đều như ý ông mong muốn cả. Không có gì trở ngại cả, còn bé Phượng thì dễ thương lắm. Không những tôi chăm sóc cho cháu mà trái lại cháu nó còn chăm sóc cho tôi nữa. Bà thấy ngon ngoan không? Cô giáo không khen mình đó. Cô giáo là con rất là thích cô giáo. Cô giáo đi với con luôn được không hả ba? Con gái tôi nó thiếu tình thương của mẹ, nên khi nó gặp cô là nó đã mến cô ngay. Tôi nghĩ là có thể là cô cháu có duyên với nhau đó. Mới gặp bé Phượng lần đầu tiên mà tôi đã quý mến liền à. Tôi xem bé Phượng giống như con của tôi vậy. Cho tôi xin phép hỏi câu này hơi đường đột chút. Cô đã lập gia đình chưa? Theo tôi đoán là chắc cô chưa lập gia đình phải không? Dạ đúng rồi thưa ông. Tôi chưa có lập gia đình, nhưng mà tôi có một đứa con. Ủa? Con là sao? Sao tôi không có rõ? Cô nói gì? Bé Thủy là con của anh chị hai tôi. Tội nghiệp bé lắm. Anh chị hai tôi mất từ khi mà bé mới có 5 tuổi thôi, nên là tôi nuôi bé từ đó cho đến bây giờ. Nên tôi xem bé Thủy như là con của tôi vậy. Nghe cô nói thật là đáng thương. Dạ, bé Thủy nhỏ hơn bé Phượng 2 tuổi nhưng cũng cao ngang với bé Phượng đó ông. Lần sau cô Trang dắt bé Thủy lên đây để cho hai cháu nó chơi chung cho vui. Má của Phượng mất sớm từ nhỏ nên tôi ở vậy nuôi con. Thật là thấy nó ở mình nên nó không có ai chơi, buồn lắm. Ông quả thật là một người cha tốt, đã dành hết tình thương cho bé Phượng. Hay em quá, con rất muốn có một người em. Có thể dẫn bé Thủy tới ngày mai được không? Con muốn gặp liền. Từ từ thôi con. Nhưng mà con hay hứa là khi nào bé Thủy qua chơi, con đừng có ăn hiếp em nha. Dạ, con không có ăn hiếp em đâu. Con còn cho em nhựa che của con nữa. Dạ thưa ông, tôi có một chuyện này muốn nhờ ông giúp đỡ, nhưng mà tôi ngại quá. Có chuyện gì thì cô Trang cứ việc nói. Nếu tôi giúp được thì tôi sẵn sàng giúp. Cô đừng có e ngại. Bà dì tôi nằm bệnh viện đã mấy ngày nay rồi, không có ai chăm sóc cho bé Thủy cả. Tôi muốn xin ông cho bé Thủy đến ở nhà một vài ngày để tôi tiện chăm sóc cho bé. Đến khi nào mà dì của tôi về thì tôi sẽ mang bé Thủy về nhà lại. Vậy cũng được. Nhà tôi cũng còn dư phòng, nên sẵn đó có thể qua đây và chơi chung với bé Phượng cho vui nữa. Thôi để bé Thủy ở chung với tôi cũng được mà ông. Hay là để em trong phòng với con cho vui đi. Nhà mình có nhiều phòng, để em ở riêng cho nó rộng rãi con. Tôi thật là cảm ơn ông và bé Phượng nhiều lắm. Chị Thanh, có chuyện gì mà em qua đây gấp dữ vậy? Có gì quan trọng không? Em tức lắm chị ơi, anh Kim đó đã nuôi mẹ rồi mà bây giờ hả còn đòi luôn nuôi luôn con của nó nữa à? Em tức quá đi chị ơi. Anh chị... ấy hả định hút ổ hay sao đó mà. Chị đã nói rồi, trước sau gì á anh Kim cũng bị cô giáo dụ dỗ mà em đâu có tin chị. Em á đã cố tình dùng lời ngon tiếng ngọt này và cả những cử chỉ âu yếm mà anh ấy hả chẳng có một chút gì gọi là đồng lòng hết á. Bây giờ á mình phải tìm đủ mọi cách để đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà, lúc đó em mới có cơ hội. Em biết, nhưng mà chị có cách nào không? Chị giúp em đi. Mà chị nhớ ra phải con cô giáo cũng tới ở chung phải không? Em nhớ rồi, cái con bé đó nó nhỏ hơn nhà Phượng khoảng 2 tuổi chị. Vậy thì về làm theo kế hoạch này. Hay đó chị. Thôi,
cứ làm theo kế hoạch đó, rồi có gì báo cáo cho chị nha, không trước sau gì cũng thành công. Dạ. Thôi đi vô nhà, chị okay. Còn đi chợ nữa nha. Chị Phượng ơi, giúp em làm bài toán về không? Khó em không hiểu. Bài nào? Em ở đây với chị có vui không? Nếu mà có cần giúp gì thì cứ hỏi chị sẽ giúp cho. Dạ vui lắm. Ba của chị thương chị quá. Cái gì chị muốn ba chị cũng mua cho chị. Em thì không có ba cho nên em mong muốn có ba. Thì em cứ xem ba chị như là ba của em mình được rồi. Nếu mà ba chị có mua gì thì sẽ mua cho em một cái luôn, ok? Dạ hay quá. Má muốn em có thể có nhiều quà lắm. Chị có thể kêu ba của chị mua em một cái laptop được không? Ba chị có nhiều laptop lắm. Để chị xin ba chị một cái laptop để dành cho em học, ok? Yeah. Em muốn cái gì thì chị sẽ cho hết, ok? Em mới báo được không? No. Why? Này chị thích mà. What the fuck? I got a rage. Don't want to show me. Trời ơi, cái lắc bàn của tôi đâu rồi? Hồi nãy rửa tay á, tôi mới cởi ra đây mà. Thủy, con có thấy cái lắc bàn của cô không? Hồi nãy ở đây á, có cô với con ở đây thôi à. Không thấy cái lắc bàn của cô cả. Đúng là con nhỏ này lấy rồi. Trả lại đây cho cô. Có con nhỏ mà ăn cắp đồ vậy hả? Xấu lắm đó. Con không ăn cắp chiếc lạc của cô, sao con nó đổ cho cô hoài vậy? Nhà này từ đó tới giờ có bao giờ bị mất đồ đâu. Bây giờ con trả lắp lại cho cô đi ha. Cô tha lỗi cho con. Mẹ con có dạy con không có thấy đồ của ta làm có ghi. Mẹ xấu lắm, có tội á. Cô Hoa, cô thử kiếm lại xem. Chứ làm gì mà mất. Bác Thủy chắc không lấy đồ của cô đâu. Có chuyện gì con? Cô có đổ thử cho con. Ăn cắp đồ mà con đâu có lấy đâu. Cô Hoa à, tôi tuy nghèo thật nhưng mà tôi dạy con rất là kỹ. Nghèo cho sạch rất cho thơm. Bé nó không có lấy đồ của cô đâu cô Hoa. Tôi nhất định là nó lấy của tôi đó. Cô dạy con kiểu gì vậy? Con nhỏ mà ăn cắp đồ của người ta rồi, lớn làm sao mà đánh người được? Không có đâu cô Hoa. Cô Hoa, con nghĩ là bé Thủy không có ăn cắp đâu. Con biết đến tình của em mà. Nếu mà thích thì xin, nếu mà không cho thì em không có dám đụng đến đâu. Mẹ, con không có bé mà. Con. Có chuyện gì đó Hoa? Sao sáng sớm mà anh nghe tiếng ồn ào của em vậy? Anh biết không? Cái lắc vàng, cái lắc mà anh cho em đó, em cởi ra để đây đi rửa tay. Không cánh mà nó bay đi đâu mất tiêu rồi. Em nói là không biết Thủy đã lấy chứ không ai hết đó. Em phải suy nghĩ kỹ coi từng hành động rồi tìm lại. Anh không nghĩ là bé Thủy lấy đâu. Anh cứ bênh vực nó hoài, bọn nó là con anh hả? Em nói gì kỳ vậy? Anh thấy nó tính tình tốt, chắc không phải nó lấy đâu em ơi, đừng vu oan cho người ta. Ông khi mà tôi tin chắc là con tôi không có lấy đâu. Tôi dạy con tôi kỹ lắm, bé nó không có tham lam đâu ông khi mà. Cô Trang à, xin cô hãy yên tâm. Tôi biết tính tình của con bé nó rất tốt, nó không có lấy đâu. Hoa, để anh mua chiếc lắc khác cho em nha. Anh này mới thật là kỳ lạ. Người ta mất đồ mà không có cho lên tiếng. Đã vậy hả, còn binh vực cho mẹ con nó nữa à. Thấy mà phát kiết. Không sao đâu, từ từ rồi mình sẽ kiếm nó. Dạ, cảm ơn con. Thôi em đừng có khóc nữa. Chị và ba chị cứ tưởng em là người tốt. Đừng có buồn lắm nha. Ừ. Ngày mai chị sẽ nói với ba dẫn hai chị em mình đi ăn Jack in the Box và ăn kem nữa, được không? Dạ, em sẽ nghe là chị không khóc nữa đâu.
Hai đứa vào nhà đi con, ở ngoài lâu coi chừng bị muỗi cắn đó. Em Hoa, ra đây coi có phải chiếc lắc em nằm rớt ngoài sofa không vậy? Dạ đúng rồi anh. Chắc hồi nãy em nằm rớt nên không có nhìn thấy. Anh đã nói rồi, từ từ kiếm cũng sẽ ra thôi. Đừng có du quan cho bé tội nghiệp nhé. Tính đồ ăn cho hai mẹ con nó mà không có được. Trái lại càng khiến cho họ yêu thương nhau hơn. Ở đây á, em bực mình. Bây giờ phát sớm cho rồi em biết. Trang à, tôi có lời xin lỗi vì cô bạn của tôi đã đổ oan cho bé Thủy. Mong cô đừng buồn nữa nha. À, cảm ơn ông. Thôi, chuyện cũng qua rồi. Ừ, hãy quên đi. Tôi xin đề nghị cô gọi tôi bằng anh đi cho nó tiện. Với lại, tôi đâu có lớn tôi hơn cô bao nhiêu đâu. Nếu mà được ông cho phép. Lại gọi ông nữa rồi. Gọi anh cho nó tiện. À, hai tuần nữa anh có cuộc họp đi xa. Nhưng anh giờ lại... tuần sau mới đi. Sao vậy anh? Cuộc họp rất quan trọng lắm mà. À, có chuyện gì vậy? Anh cần phải giải quyết một vấn đề trước khi anh đi. Có chuyện gì vậy? Ở nhà em cũng lo chăm sóc nhà cửa chu đáo được mà. Có chuyện gì em giúp cho anh được không? Em muốn biết thật à? Ừ, vấn đề tình cảm đó em. Chuyện tình cảm gì vậy anh? Có phải là chuyện giữa anh và cô bạn ở bên Pháp của anh không? Nếu như vậy thì em chúc mừng anh. Em đoán sai rồi. Anh coi Hoa như là em gái của anh thôi. Không có chuyện yêu đương gì đâu. Ủa, nếu mà không phải chuyện tình cảm với cô bạn ở bên Pháp thì là chuyện công ty hả anh? Trang à, từ lâu anh đã thầm kính yêu em. Vì anh thấy em là một người mẹ hiền dịu mà sẽ đem lại tình thương cho bé Phượng sau này. Em hổ thẹn, đâu có xứng đáng gì với tình cảm mà anh dành cho em. Em đâu có xứng đáng với địa vị mà giai cấp của anh đâu. Em có một tấm lòng vị tha đối với mọi người. Cử chỉ ấy làm anh rất cảm động. Em thật là xứng đáng với tình cảm của anh dành cho em. Xin em đừng từ chối. Thú thật với anh, từ khi vào làm việc với anh, em cũng đã có cảm tình. À, anh vừa là một ông chủ hiền hòa, là một người cha rất là mẫu mực và là một người đàn ông rất là lý tưởng. Nhưng em còn phải lo cho bé Thủy nữa, nên em phải chôn kín tình cảm của mình thôi. Cảm ơn tình yêu của em đã dành cho anh. Chúng mình hãy cùng nhau chăm sóc, yêu thương và lo tương lai của hai đứa con của chúng ta sau này. Trang à, em nhìn hai đứa nhỏ chơi với nhau như là hai chị em ruột vậy đó. Bé Phượng á, thì thiếu tình thương của chị em, nên bây giờ có bé Thủy qua chơi, thấy bé Phượng vui anh cũng vui lây đó. Dạ đúng rồi anh à, hai bé thật là dễ thương phải không anh? Ừ. Bé Thủy á, nó suốt ngày năn nỉ em á là cho nó ở đây luôn đi. Ừ. Nó không muốn về ở lại với dì em nữa. Anh đã có dự định, anh sắp sửa đi công tác xa hơi lâu đó, nên... thôi thì mình hãy cưới nhau đi em. Ồ, sao mà gấp vậy anh? Sao không đợi khi nào mà anh đi công tác về rồi mình tính? Không được đâu em, anh cần có em ở bên cạnh. Anh không chờ được nữa. Vì nửa cuộc đời này, anh đã tìm người như em đã quá mòn mỏi rồi. Thôi nếu mà anh đã quyết định như vậy á, thì em cũng chiều lòng anh. Em hứa với anh là em sẽ là một người vợ tốt và là một người mẹ hiền. Anh hứa sẽ bù đắp cho em tất cả những gì anh có trong cuộc đời này. Phượng con, ba mới tìm được người mẹ cho con có chịu không? Dạ chịu, nhưng con muốn ai cả, con chỉ muốn cô cha là mẹ của con thôi, vì cô cha rất là thương con.
Chị, con gọi cô cha cùng mẹ, con có chịu không? Dạ chịu. Thủy, con có muốn có ba không? Dạ con muốn không, mà con muốn bắt Khiêm làm ba con thôi. Vậy bác Khiêm cũng muốn con gọi bác Khiêm là ba đó. Dạ hay quá, con có ba rồi. Đi phớ. Bây giờ ba của chị sẽ trở thành bố của em. Còn má của em sẽ là mẹ của chị Fred. Tại sao thế giới đông người nhưng chỉ thấy riêng ta? Hỏi vì sao con thuyền ra đi bỏ bên một người mang mong chờ sâu tím không gian, để hàng đêm trông trời nhìn sao lặng đêm. Hàng đêm cứ mãi tăng dần theo nhịp bước lang thang. Hỏi trời vờ câm nín. Hỏi người nơi quay lưng, người nơi quay hỏi. Hỏi lòng nhưng có hỏi cũng bằng không. Thôi đành hỏi em thì bỗng dưng nước mắt em tuôn một dòng. Hỏi tình xưa tôn thờ sao ai chẳng đến. Hỏi tình xưa tôn thờ con nhớ hay quên. Hỏi ngày nào lại quay về bên và hỏi tại sao thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em.